Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến nơi mình kích. Hôm nay thì lần đầu tiên quay video ngoài trời mà nó nắng như thế này luôn á. Nhưng mà giờ bây giờ là chiều rồi, mà tụi mình đang cầm trên tay hai con diều, chứng tỏ là tụi mình sẽ đi thả diều hả? Bây giờ đi căng dây căng dù thôi. Chúng mình sẽ đi lắp ráp dây vào diều. Vô đây nó thấy chưa, xa xa trên trời đó có cả chục con diều khác. Trời ơi, quá không thấy ai. Vô, bây giờ chúng ta lắp vào thôi để chuẩn bị thả diều. Lắp diều, lắp diều. Ok. Bây giờ không nhìn đời nữa, nhắm mắt nói chuyện. Bây giờ tôi sẽ gắn hai cái cây này vô con diều. Quá lắm rồi. Trời ơi, mặt trời đang chói thẳng đó mặt. Diều chứ nhau cái gì? Tôi cũng sẽ gắn cái cây này vô con diều của tôi. Nhắm mắt sao gắn? À, ý là bây giờ tôi nói chuyện với các bạn á, thì mặt trời nó chiếu vô mặt tôi để tôi nhắm mắt lại. Còn gắn thì tôi phải mở mắt nha. Rồi, đó, đó, đó. Con diều đã được gắn xong, rất là hoàn chỉnh. Đây, các mối nói rất là đẹp. Diều hình gì vậy? Diều hình Doraemon. Diều hình gì vậy anh Nhi? Chưa đợi chứ, không quay đâu. Xin chào tất cả các bạn, đây là con diều hình cá mẹp. Cái gì? Cá mẹp. Mẹp là gì? Cá mập. À. Ok. Bây giờ mình phải còn gắn dây nữa các bạn ơi. Mà Nhi nó thả rồi kìa. Mùa thu không còn chờ đợi ai đâu. Đó, phải gắn cho chặt vô để nó hồi nó bay theo cơn mưa luôn á. Rồi. Bây giờ Nhi sẽ đi lượm dây. Tại vì hồi nãy xả dây quá dài. Hay quá, mà đã thả được gì rồi. Bây giờ tôi mới có được cái sự mà dơm ống kính của ông Bu để tôi nói sự thật. Đó là con Doraemon tôi đã chạy tới cho tôi mệt quá ngồi yêu á. Ông Thành ơi, tôi thả được nhiều nè. Tôi là tôi á. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy tôi thả được nhiều rồi nè. Ừ, thả hay cơ. Thả hay rồi, nó ừ, tôi vừa buông con diều ra cái lạng 80 độ. Bao nhiêu nhau thôi à, nó bây giờ mình sẽ sống ảo nó. Trời ơi,
rồi sao nó chói dữ vậy ta? Gì ba? Chụp thâm kìa. Chụp thâm luôn. Giờ thấy mặt mới được. Có chụp đâu? Ủa vậy luôn hả? Lộn. Chụp thâm, chụp thâm. Hồi nãy nói gì say something hả? Ừ. Nói gì đi ba ơi, nghe sao chụp thâm? À. Bởi nãy tính nói chuyện má chụp thâm. Ai mà biết đâu. Làm tôi tạo dáng. Con diều này thật là dài luôn á, vẫn còn một đống dây chưa nè, nhưng mà nó bay cao nhất luôn. Tại sao không đổi dây cho vẫn còn một đống dây luôn mà nó bay cao nhất luôn, thấy chưa? Bay cao hơn máy bay luôn á trời. Đó, hai con diều chắp cánh ước mơ cho các bạn đời in đời kiếp. Đây, tôi là con cá mập, còn thành là con Doraemon. Doraemon. Đó, cứ giật dây như thế này thì không bao giờ mà có thể xuống được, bay mãi mà. Bây giờ thì ánh sáng còn để chúng ta thắp sáng niềm tin và chấp cái ước mơ. Chứ một hồi mà nắng tắt rồi gió cũng hết một cái ha, là tưởng tượng cái cảnh ngồi thâu hai cục dây là thấy bà luôn. Không thấy được con diều nằm ở đâu luôn, trời tối thui. Tối thui, không có tập thui dây nữa. Nhưng mà bây giờ thì vẫn còn sáng và sủa. Mình vô luôn. Ai sáng sủa? Ừ, sáng sủa chứ đừng có tách hai cái từ đó ra. Ok, ok. Niềm tin chiến thắng. Ủa sao chạy về? Mệt quá. Chạy về má ơi. Chạy về, chạy về. Nhi đã bỏ nhiều luôn rồi. Chạy về, chạy về. Mệt quá hết cả nổi rồi. Nhờ cây thả dùm. Bỏ tất cả mọi thứ. Nhờ cây thả dùm. Hey, cuối cùng thì cũng đã thu dây vô nè. Xong rồi. Trời cũng đã bắt đầu hết gió dần rồi. Chuẩn bị tối tới nơi. Thu dây vô lẹ lẹ để còn đi ăn, nó bụng quá. Trời ơi, Nhi nó vẫn đang còn thả kìa trời. Thôi cứ thu đi đã cho nó xong rồi về. Rồi. Nắng quá. Ô. Trời đất, tôi cũng hết clip và hết gió rồi, diều cũng đã rớt xuống. Và cũng đã hết video, và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like. Em subscribe với lại là kiếm có nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye. Bye bye. Mong được thả diều chung nha. Ô. Oh. Yeah. Oh.